Hai cặp đấu cuối cùng của vòng 1/8 đã diễn ra vào đêm qua và rạng sáng nay là Tây Ban Nha Maroc và Bồ Đào Nha Thụy Sĩ. Chúng ta vẫn chưa thấy bất kỳ cơn địa chấn nào tạo nên ở vòng knockout này. Và liệu trong hai trận đấu cuối cùng này điều đó có xảy ra hay không? Hãy để tôi giải đáp câu hỏi này ngay sau đây. Chắc chắn chấn thương đùi mà Gabriel Jesus gặp phải cũng khiến nhiều người hâm mộ và đặc biệt là các fan Brazil và pháo thủ rất quan tâm. Những thông tin về chấn thương này cũng sẽ được tôi cập nhật ở phần sau của bản tin. Ngoài ra, những thông tin bên lề và chuyển nhượng cũng sẽ là những tin tức không thể bỏ qua. Chào mừng các bạn đến với bản tin sáng ngày 7 tháng 12 trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Tây Ban Nha được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải chạm trán Maroc ở vòng 1/8. Sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên, hai đội nhập cuộc khá thận trọng và bóng chủ yếu tập trung ở khu vực giữa sân. Cơ hội nguy hiểm nhất trong hiệp 1 là cú dứt điểm chạm sáng ngang của Gavi ở phút 25 sau đường chuyền lỗi của thủ môn Maroc. Sang hiệp 2, hai đội bóng chủ động tấn công hơn, nhưng những tình huống đáng chú ý không xuất hiện nhiều. Huấn luyện viên Luis Enrique thực hiện nhiều sự thay đổi, nhưng thế trận tấn công của La Roja vẫn thiếu sự đột biến. Tỷ số không đều được giữ đến khi kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ. Maroc bất ngờ đẩy nhanh tốc độ trận đấu và liên tiếp có những pha uy hiếp khung thành Tây Ban Nha. Dẫu vậy, các chân sút của hai đội đều tỏ ra thiếu chính xác ở những pha xử lý cuối cùng. Trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Trên chấm 11m, La Roja thực hiện hỏng cả 3 lần, trong khi Maroc chỉ có Bademoun thực hiện không chính xác và Hakimi thành công ở lượt sút thứ 4, qua đó giành tấm vé vào vòng tứ kết sau loạt penalty với tỷ số 3-0. Huấn luyện viên Fernando Santos gây bất ngờ khi cất Cristiano Ronaldo trên ghế dự bị và cho đến thời điểm hiện tại có thể nói quyết định này là chính xác. Người thay thế CR7 là tiền đạo trẻ Gonçalo Ramos. Đội tuyển Thụy Sĩ tỏ ra chủ động hơn trong những phút đầu tiên khi liên tiếp tạo ra những sóng gió lên khung thành của Diogo Costa. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Bồ Đào Nha đã đứng vững. Kể từ giây phút này, show diễn của Seleção Châu Âu bắt đầu. Gonçalo Ramos mở đầu với pha dứt điểm tuyệt đẹp vào góc chết, khiến thủ thành Sommer bó tay. Sau đó chừng 15 phút, Pepe lên tham gia vào quả phạt góc và cú đánh đầu dũng mãnh, nâng tỷ số lên 2-0. Tưởng chừng như 15 phút nghỉ giữa giờ sẽ giúp Thụy Sĩ trấn tĩnh lại thì họ lại phải nhận liên tục những gáo nước lạnh từ Bồ Đào Nha. Ramos và Guerrero thay nhau lập công ở các phút 51 và 55 để nâng tỷ số lên 4-0. Mặc dù sau đó Akanji đã rút ngắn cách biệt xuống còn 1-4, nhưng bàn thắng này cũng không thể ngăn Bồ Đào Nha thừa thắng xông lên. Kết quả là Ramos đã hoàn tất cú hat-trick của mình và Leao cũng góp vui với một bàn thắng để khép lại màn hủy diệt đội tuyển Thụy Sĩ với tỷ số 6-1. Mặc dù không sở hữu một đội hình quá nổi bật, nhưng với tài cầm quân của mình, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã biến câu lạc bộ Hải Phòng thành một đội bóng khó chơi với bất cứ đối thủ nào. Vì thế, người hâm mộ đội bóng đất cảng rất muốn thấy ông tiếp tục dẫn dắt đội bóng và chiến lược gia này đã không phụ lòng các cổ động viên. Sau cuộc làm việc với lãnh đạo hôm 30 tháng 11 vừa qua, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm quyết định sẽ tiếp tục công việc trong hai mùa giải tới. Ông giải thích rằng mình không phải ký gia hạn hay làm hợp đồng mới, mà chỉ thông qua một điều khoản trong hợp đồng cũ. Thuyền trưởng cũ của câu lạc bộ Hà Nội nói: "Tôi ký hợp đồng với câu lạc bộ Hải Phòng từ năm ngoái với nội dung công việc là dẫn dắt đội 1 trong 3 năm. Trong đó có điều khoản là cứ sau mỗi năm, đôi bên sẽ ngồi lại để thảo luận một số vấn đề." Một trong những câu chuyện nhận được nhiều sự chú ý nhất của người hâm mộ Brazil và Arsenal chính là chấn thương của Gabriel Jesus. Cụ thể, anh đã dính chấn thương đầu gối trong trận đấu với Cameroon. Nhà báo Fabrizio Romano cho biết chấn thương này nghiêm trọng hơn dự kiến và cựu sao Man City đã phải tiến hành phẫu thuật. Sau cùng, Jesus thành công vượt qua ca phẫu thuật và phía Arsenal xác nhận rằng anh sẽ bắt đầu chương trình phục hồi chức năng của mình. Quá trình này sẽ khiến chân sút mang áo số 9 vắng mặt trong thời gian dài và theo quan điểm của cây viết người Mỹ, đó có thể là 3 tháng. Jude Bellingham từ lâu đã là mục tiêu của rất nhiều câu lạc bộ lớn. Sức nóng của cuộc đua cho chữ ký của tài năng trẻ này lại càng nóng hơn bao giờ hết với những màn trình diễn tuyệt vời ở World Cup năm nay. Đương nhiên, cuộc đua này không thể thiếu Paris Saint-Germain, câu lạc bộ chuyên săn lùng những ngôi sao. Khi được hỏi cảm nhận về Bellingham, chủ tịch Nasser Al-Khelaifi phấn khích nói: "Một cầu thủ tuyệt vời. Bellingham ấy là một trong những ngôi sao hay nhất ở World Cup. Cậu ấy luôn bình tĩnh và tự tin. Mọi câu lạc bộ đều muốn sở hữu Bellingham và tôi cũng không giấu giếm điều đó. Tôi tôn trọng Dortmund, vì thế ai muốn chiêu mộ Bellingham thì phải ngồi xuống bàn đàm phán với họ."
World Cup chính là vũ đài để rất nhiều sao trẻ bước ra ánh sáng. Và một trong số những viên ngọc thô đó chính là trung vệ của đội tuyển quốc gia Croatia, Josko Vadion. Trung vệ thuộc biên chế RB Leipzig đã có một màn trình diễn vô cùng xuất sắc để góp phần đưa Croatia tiến vào vòng tứ kết của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Chính màn thể hiện này đã khiến sự quan tâm và giá trị của cầu thủ này tăng chóng mặt. Chelsea, Real Madrid và Barcelona là các ông lớn đang bày tỏ mong muốn có sự phục vụ của trung vệ 20 tuổi. Tuy nhiên khá bất ngờ khi Bayern Munich, một câu lạc bộ có truyền thống đưa những tài năng trẻ của các đội bóng bé hơn tại Bundesliga về thi đấu cho mình, lại không có hứng thú với Gavdion. Nhà báo Florian Plettenberg của tờ Sky Sports cho biết, Hùng Sám cảm thấy thỏa mãn với hàng hậu vệ hiện tại và sẽ không đưa ra lời đề nghị nào đến RB Leipzig. Denzel Dumfries vẫn đang thể hiện phong độ rất ổn định tại World Cup, chính vì vậy khiến các câu lạc bộ lớn càng thèm khát hơn. Arsenal, Chelsea và Tottenham được cho là đang theo đuổi rất sát hậu vệ biên này. Biết được điều này, Inter Milan đã để mức giá không dưới 45 triệu euro cho cầu thủ người Hà Lan. Trước sự theo đuổi gắt gao của cả hai đối thủ cùng thành phố, mới đây tờ Calcio Mercato của Ý đã đưa tin Arsenal chuẩn bị đưa ra một lời đề nghị chắc chắn đánh bật cả gà trống lẫn The Blue. Cụ thể, pháo thủ sẽ đưa hậu vệ Nhật Bản Takehiro Tomiyasu vào trong thương vụ này. Cầu thủ phòng ngự của Arsenal đã được định giá khoảng 25 triệu euro, sẽ được gửi kèm với khoản tiền 40 triệu euro để đổi lấy sự vụ của Denzel Dumfries. Đây sẽ là một lời đề nghị khó có thể chối từ với Nezazzurri, trong tình cảnh trung vệ Stefan De Vrij sẽ đáo hạn hợp đồng vào tháng 6 năm sau. Tomiyasu sẽ là bổ sung chất lượng cho hàng hậu vệ của Inter Milan. Bất chấp quãng thời gian khó khăn liên tục vì chấn thương, Marco Verratti vẫn là một mắt xích không thể thiếu của Paris Saint-Germain trong nhiều năm nay. Chính vì vậy, huấn luyện viên Christopher Galtier cũng như ban lãnh đạo của đội bóng rất muốn giữ chân tiền vệ người Ý này bằng một bản hợp đồng dài hạn hơn, khi hợp đồng hiện tại của anh sẽ kết thúc vào năm 2024. Theo các nguồn tin, Le Parisien muốn cầu thủ 30 tuổi gia hạn đến năm 2026 và dự định hoàn tất thương vụ ngày trước Giáng sinh. Và mới đây, nhà báo Fabrizio Romano đã đưa tin Paris Saint-Germain đã đạt được thỏa thuận gia hạn thêm 4 năm nữa với số 6 của họ. Tiền vệ người Ý bày tỏ nguyện vọng không muốn thi đấu cho bất kỳ câu lạc bộ nào khác ngoại trừ đội bóng thành Paris và đã được đáp lại ngay lập tức bằng một bản hợp đồng mới. Chi tiết bản hợp đồng sẽ sớm được tiết lộ và ban lãnh đạo của sân công viên các hoàng tử đã bắt đầu tính đến việc gia hạn với những cầu thủ khác. Trong đó những cái tên trong danh sách bao gồm Kylian Mbappe, Lionel Messi, Sergio Ramos và Presnel Kimpembe. Kylian Mbappe đã khiến ban huấn luyện cũng như người hâm mộ không khỏi lo lắng khi đã vắng mặt trong buổi tập gần nhất của tuyển Pháp chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Anh tại tứ kết World Cup 2022. Cây ghi bàn hàng đầu tại Qatar được thông báo gặp phải chấn thương nhẹ ở mắt cá chân. Mặc dù ban huấn luyện của Didier Deschamps đã trấn an người hâm mộ bằng thông báo rằng số 10 hiện chỉ đang tập hồi phục cho phòng gym, nhưng sự vắng mặt của Mbappe đã làm dấy lên lo ngại rằng anh có thể bỏ lỡ trận đấu với Anh vào thứ Bảy. Hiện tại vẫn chưa có thêm bất kỳ một thông tin cụ thể nào về chấn thương của Mbappe. Theo tờ Fichaje, Manchester United đang tìm kiếm giải pháp để thay thế David De Gea và hiện tại họ đang nhắm tới việc ký hợp đồng với Jan Oblak từ Atletico Madrid. Oblak đang không có phong độ tốt ở mùa này và Atletico Madrid đang cân nhắc về quyết định bán thủ thành người Slovenia. Trong khi đó, Erik Ten Hag vẫn luôn muốn có một thủ môn mới do De Gea không phù hợp với triết lý bóng đá của huấn luyện viên người Hà Lan. Ngoài Oblak ra, thủ thành Jan Sommer của Bayer Leverkusen và Odysseus Vlachodimos của Benfica đều năng nằm trong danh sách của đội chủ sân Old Trafford. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bản tin sáng trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Chúc mọi người có một ngày làm việc hiệu quả và bình an. Sau khi xem xong clip này thì các bạn có thể truy cập vào đường link được gắn ở top comment ngay dưới đây thôi. Và các bạn sẽ chơi những trò chơi siêu dễ, nhận những phần quà siêu hấp dẫn từ chúng tôi.